Tê giác, loài sinh vật tuyệt đẹp và quý hiếm, chúng có lớp da dày từ 3 đến 5 mm bảo vệ cơ thể, chiều dài cơ thể từ 3 đến 4,5 m với cân nặng 1,5 đến 2,5 tấn tùy vào loài. Hiện nay có 5 loài tê giác còn tồn tại: tê giác Đông Nam Á, tê giác Ấn Độ, tê giác Sumatra, tê giác Nam Phi và tê giác trắng.